Chào mừng các bạn đã trở lại kênh YouTube Xe Pháp Phú Mỹ. Hôm nay cùng Mạnh Phiêu làm video clip review hai dòng xe SUV full size vừa được ra mắt tại thị trường. Ford Expedition 2022 và Land Cruiser 2022. Ford Expedition là mẫu xe SUV cỡ lớn được sản xuất bởi hãng xe Ford của Mỹ, cũng là đàn anh của thế hệ Ford Explorer lần đầu tiên được giới thiệu trước công chúng vào năm 1997. Đến nay Ford Expedition đã trải qua 3 thế hệ và đây là đang là thế hệ thứ tư của dòng sản phẩm này. Expedition được chia sẻ nhiều thiết kế với mẫu bán tải cỡ lớn Ford F-150. Bên cạnh đó, Land Cruiser là dòng xe SUV Việt giả cỡ lớn cao cấp nhất của nhà sản xuất Toyota Nhật Bản, ra đời từ những năm 1951. Đến nay, Land Cruiser vẫn đang ở thế hệ thứ 9 2007 đến nay, tức là 14 năm. Đây là lần đổi mẫu sau 14 năm của Toyota và đã đến lúc dòng xe này phải chuyển sang một thế hệ hoàn toàn mới. Toyota Land Cruiser 2022 thế hệ mới G300 đã chính thức ra mắt công chúng trong tháng 6 năm 2021 trên thế giới và cũng chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam vào ngày 8 tháng 7 năm 2021. Xe chỉ có một phiên bản và được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Mình đang làm video clip review hai dòng xe này. Thực tế, dòng xe Ford Expedition cùng phân khúc với phiên bản Toyota Land Cruiser nhập từ Trung Đông. Các bạn theo dõi tiếp video clip để phân biệt hai dòng xe này có gì hay nhé. Ngày 21 tháng 9 năm 2021, Ford ra mắt Ford Expedition 2022 toàn cầu. Đây là phiên bản facelift giữa vòng đời của thế hệ thứ tư với nhiều công nghệ, công suất động cơ tăng nhẹ và bổ sung thêm phiên bản chuyên lắp road Timberline. Ford Motor kỳ vọng mẫu xe này sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Jeep Wagoneer, Land Cruiser và Escalade Cadillac. Ngoại thất của Ford Expedition 2022. Ford Expedition 2022 có kích thước tổng thể dài rộng cao lần lượt là 5m344, 2m029 và 1m943. Trong khi đó, Land Cruiser với chiều dài là lần lượt là 4m990, 1m980, 1m910, so về dài, rộng cao đều hơn hẳn đối thủ cùng phân khúc. Chiều dài cơ sở là 3m112, cũng cao hơn so với đối thủ cùng phân khúc là 2m980. Rồi Ford giữ nguyên các phiên bản nhưng đã có sự tinh chỉnh để tạo ra sự khác biệt trong thiết kế cho từng phiên bản Ford Expedition XL cho đến Expedition Platinum. Tất cả các phiên bản được thiết kế táo bạo, phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha full LED tiêu chuẩn, đèn pha ban ngày, LED hình chữ C kích thước lớn, lưới tản nhiệt kép kích thước lớn, chia tầng riêng biệt, riêng bản Platinum cao cấp được trang bị đèn sương mù đi kèm các điểm nhấn mạ chrome. Một trong những thay đổi đáng chú ý của Ford Expedition 2022 là phiên bản Timberline hầm hố. Phiên bản này không chỉ có vẻ ngoài khỏe khoắn cơ bắp mà còn có khả năng chinh phục địa hình cho chiếc SUV cỡ lớn. Phiên bản này có khoảng sáng gầm xe là 269mm, tốt hơn so với đối thủ với mức 254. Xe được trang bị la răng đa chấu kích thước 18 inch, màu tối, lớp cao su Goodyear Wrangler 33 inch với độ Steel Performance. Có một số chi tiết trang trí màu đen, logo, mâm xe, la răng 22 inch, kèm kẹp phanh màu đỏ và hệ thống treo thể thao. Nội ngoại thất Toyota Land Cruiser 2022. Thời gian gần đây, Toyota có nhiều cải tiến về thiết kế các mẫu xe của mình theo hướng cá tính hiện đại hơn, tiêu biểu như chiếc Toyota Corolla Cross, Toyota Razor và Yaris Cross. Tuy vậy, với chiếc SUV địa hình cỡ lớn full size đầu bảng thì có không nhiều sự thay đổi. Ngoại hình chiếc SUV off-road mới được cho là bắt mắt hơn với cao cấp thế hệ hiện tại so với đầu xe, thay đổi ở lưới tản nhiệt, bộ đèn LED, thân xe với còn bánh xe vuông vắn. Phần đầu xe thay đổi ở lưới tản nhiệt mở rộng, cụm đèn pha LED mới, đèn LED ban ngày kết nối với thanh ngang, lưới tản nhiệt tạo thành một thanh dài. Land Cruiser GS Sport mới được trang bị lưới tản nhiệt riêng biệt, la răng hợp kim 18 inch. Về kích thước,
Toyota Land Cruiser 2022 dài 4m985, rộng 1m980 và cao 1m945, tăng 35mm so với trước. So với tổng thể vẫn nhỏ, ngắn hơn chiều dài của Ford Expedition. Chiều dài cơ sở vẫn giữ nguyên so với thế hệ hiện đại là 2m850. Các số đo này đều giống Toyota Land Cruiser thế hệ cũ, không thay đổi nhiều. Riêng bản Land Cruiser GR Sport thể thao ngắn hơn 20mm, rộng hơn 10mm so với bản tiêu chuẩn. Thế hệ mới có góc tiếp cận trước là 32 độ, góc thoát 24 độ. Nội thất của Ford Expedition 2022, cabin Ford Expedition 2022 được thiết kế sang trọng với trang bị công nghệ hiện đại. Tất cả các phiên bản được trang bị hệ thống SYNC 4 tiêu chuẩn với màn hình điều khiển trung tâm là 12 inch và tùy chọn màn hình cảm ứng đặt dọc kích thước 15,5 inch. Tương tự như trên đàn em Ford Explorer. Hệ thống âm thanh Bang & Olufsen 22 loa cao cấp của Đan Mạch. Các loa siêu trầm có khả năng tạo ra âm thanh vòm 360 độ, được trang bị tiêu chuẩn trên Ford Expedition, String Range, Platinum Steel Performance Edition và Timberline. Vô lăng 4 chấu thể thao, thiết kế khỏe khoắn, tích hợp nhiều phím chức năng. Màn hình kỹ thuật số Ford Expedition 2022 cảm ứng mượt mà, dễ sử dụng. Cửa sổ trời toàn cảnh Expedition 2022. Nội thất Toyota Land Cruiser 2022 bên trong khoang lái có thể nhận thấy thiết kế hoàn toàn mới so với thế hệ cũ. Tuy vậy, thiết kế trực quan cơ học vẫn được giữ lại để người lái dễ thao tác khi chạy off-road. Thay vì dùng ngón tay trên màn hình cabin thì chiếc SUV cỡ lớn phiên bản thường với màu nội thất be chủ đạo, trong khi đó bản thể thao màu nội thất đỏ đen. Hình ảnh khoang lái của SUV cỡ lớn trên phiên bản GR Sport thì trang bị ghế màu đen đỏ. Land Cruiser 2022 trang bị vô lăng 3 chấu mới thay cho loại 4 chấu đời cũ. Bản điều khiển trước chia làm 2 tầng, màn hình trung tâm 12,3 inch đặt nổi, nhỏ hơn so với Expedition là 15.5 inch. Cụm nút bấm chính giữa cũng được di chuyển lên cao, cần số sang số theo hướng thẳng, đường thẳng nha. Cận cảnh vô lăng, các bạn xem đồng hồ thông tin sau vô lăng. Tiện nghi với cụm đồng hồ phía sau vô lăng, dạng màn hình điện tử, ghế tích hợp thông gió, sưởi phanh đổ điện tử, âm thanh của JBL, sạc điện thoại không dây QI, hai màn hình 11,6 inch cho hàng ghế sau, điều hòa tự động 4 vùng độc lập, thông tin kính lái HUD, cửa sổ trời. Màn hình trung tâm táp lô tương thích với camera 360. Cốp sau có thể tăng khả năng chứa đồ khi gặp phản hàng ghế thứ ba. Đánh giá về động cơ vận hành của Ford Expedition 2022, tiếp tục sử dụng động cơ EcoBoost V6 3.5 lít sản xuất công suất tối đa 375 mã lực và moment xoắn cực đại 637 Nm cho bản tiêu chuẩn. Trên phiên bản Expedition Timberline sản sinh công suất tối đa 440 mã lực, moment xoắn cực đại 692 Nm. So với bản Land Cruiser thì 409 mã lực và moment xoắn cực đại chỉ 650 Nm. Rồi Ford Expedition 2022 được trang bị tính năng hỗ trợ cho người lái tiêu chuẩn cho tất cả các phiên bản, hỗ trợ giữ len đường, hỗ trợ giao lộ, camera xung quanh xe và cảm biến phát hiện các phương tiện giao thông, hỗ trợ phanh ngược, hỗ trợ lái chánh, hệ thống đánh lái khẩn cấp, phanh lui tự động, hỗ trợ giữ len đường. Với các phiên bản Expedition Platinum, xe được trang bị thêm công nghệ hỗ trợ người lái rảnh tay khi đi trên đường cao tốc, với tính năng được xây dựng dựa trên hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng thông minh. Ngoài ra, Expedition 2022 được trang bị động cơ V6 3.5 lít, dẫn động cầu sau có sức kéo tối đa gần 4,22 tấn, cao hơn 410 kg so với Chevrolet Tahoe dẫn động hai cầu, dùng động cơ V8 5.3 lít. Vận hành của xe Toyota Land Cruiser 2022 cung cấp sức mạnh cho tất cả các phiên bản là cặp động cơ V6 tăng áp kép. Land Cruiser 2022 GR Sport sử dụng động cơ V6 3.5 lít turbo cho công suất tối đa 409 mã lực ở 5.200 vòng một phút và moment xoắn cực đại 650 Nm ở 3.600 vòng một phút. Những thông số trên đều thấp hơn so với Expedition 2022.
Còn những thông số trên đều cao hơn so với phiên bản động cơ thế hệ cũ là V8 381 mã lực và 544 Nm ở thế hệ cũ trước đây. Trên Land Cruiser ZX đời mới là động cơ V6 3.3 diesel công suất 302 mã lực ở 4.000 vòng một phút và moment xoắn cực đại 700 Nm ở 2.600 vòng cũng tăng đáng kể 50 mã lực và 50 Nm so với bản diesel V8 4.5 lít cũ. Hệ vận hành của chiếc SUV thế hệ mới full size, dẫn động hai cầu 4 bánh chủ động V-size, điện tử KDSS, hộp số tự động 10 cấp. Xe có được chế độ lái theo địa hình Multi Terrain Select với các chế độ lái như Auto Snow, Deep Snow giúp bán đường tốt hơn trên từng địa hình khác nhau. Khung gầm Toyota Land Cruiser 2022 sử dụng được thay đổi hoàn toàn mới sang loại TNGAF. Khung gầm mới nhẹ hơn 200 kg, cứng cáp hơn, trọng tâm của xe được hạ thấp hơn so với thế hệ cũ. Mẫu SUV thế hệ mới được trang bị hệ thống treo động lực học điện tử EKDSS Electronic Kinetic Dynamic Suspension System giúp tăng cảm giác lái. Toyota Land Cruiser 2022 giá bao nhiêu? Đặt hàng bao lâu thì có xe tại Việt Nam? Chiếc SUV Offroad Land Cruiser 2022 tạm thời có một phiên bản tại thị trường Việt Nam với mức giá có tăng chút ít so với phiên bản hiện tại. Các đại lý Toyota Việt Nam đã nhận đặt cọc mẫu xe này và chờ thời gian giao xe có thể mất vài tháng với mức giá công bố 4.060 tỷ cho các màu và giá lăn bánh tại Hà Nội là khoảng 4.577 tỷ, tại Thành phố Hồ Chí Minh là 4.496 tỷ. Đây là giá chưa cộng thêm phí trên giá, tại thành phố dự kiến là khoảng 400, trong khi tại Hà Nội là khoảng 500, còn giá tại các tỉnh là 4.478 tỷ thì dự kiến cũng phải cộng thêm 400 đến 500. Hiện Land Cruiser các bản mà nhập từ Trung Đông có giá nhập khẩu tư nhân khoảng 6.5 tỷ, nếu mà giá lăn bánh tại thị trường Việt Nam cũng tầm 7.4 tỷ cho đến 8 tỷ. Còn giá của Toy Pedition 2022 được công bố như thế nào? Mời các bạn hóng chờ đầu năm sau Ford sẽ cho ra mắt tại thị trường toàn cầu và khi đó chúng ta sẽ biết được cái giá như thế nào. Hiện tại anh em có nhu cầu về Ford Pedition nhập khẩu tư nhân vui lòng gọi cho mình Phil 0915116831. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Xin các bạn hãy rung chuông để đón xem video clip hấp dẫn hơn lần sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại video mới nhất. Cảm ơn.